Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shop-ac-rẻ24h.com. Tôi Hữu Bộ xin chào 500 anh em. Tôi Rất Trà chào 500 anh em. Tôi Văn Tiến chào 500 anh em. Tôi Cường Seven chào 500 anh em. Ok các bạn ạ, thì hôm nay anh em mình sẽ làm về một cái món gọi là độc và lạ, gọi là các bạn nghe không, các bạn đã dùng mình luôn rồi. Thì anh em mình đã vất vả đi bắt cái loài ốc này, thì hôm nay chủ đề của video ngày hôm nay là anh em mình đi làm một cái loài ốc để xào me các bạn. Anh em mình sẽ làm món ốc gì nhỉ? Đây. Ốc sên xào me. Các bạn biết đây là con ốc gì không? Ốc sên các bạn ạ, đây là con ốc sên nhá. Thì anh em mình bỏ công sức cả buổi sáng, anh em mình đi bắt được 5 kg ốc sên, và nhưng mà hiện tại ở đây chỉ còn có 4 kg ốc sên thôi. 1 kg thì mình đã để cho mẹ mình và dì mình gọi là thưởng thức thử trước rồi các bạn ạ. Đó, bây giờ anh em mình sẽ cho các bạn xem 4 kg ốc sên của anh em mình. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nhá. Đây các bạn ạ, đây là 5 kg ốc sên nhá. Đây. Bây giờ anh em mình sẽ đổ đâu 4 cân thôi. 4 cân cho các mẹ các dì thử trước 1 cân rồi, ăn không sao. Đó, bỏ ra, bỏ em bỏ tặng con đi ra để đổ 4 kg ốc sên này ra. Đấy chưa? Ok các bạn ạ, đây rất là nhiều luôn. Đây là 4 kg ốc sên. Thật ra với các bạn là chẳng qua nó nhìn nó giống con ốc sên thôi. Mình ở đầu clip mình có gọi là trêu các bạn một chút thôi, chứ thực ra hôm nay mình sẽ làm món gọi là món ốc hương xào me các bạn ạ. Đây là ốc hương các bạn ạ, ốc ở biển đấy. Ốc này rất là đắt luôn. Các bạn mà muốn biết giá nó đắt như nào thì các bạn hãy tìm hiểu là biết giá về loại ốc hương này các bạn nha. Đây hiện tại 4 kg rất là nhiều luôn. Anh em mình sẽ xào me tất cả 4 kg này luôn. Còn con ốc sên kia thì các bạn nhìn phân biệt ốc sên nó khác nhá. Ốc sên khác và ốc hương khác các bạn ạ. Đây Cường cầm hai con lên. Ở vỏ bề ngoài nó nhìn hơi giống nhau thôi, chứ nó là hai loại khác nhau. Ốc sên này thì nó rất là bẩn và nhớt, còn con ốc hương này thì anh em mình tí lấu lên mới biết là vị của nó như thế nào. Mình khuyên các bạn là các bạn không nên tùy tiện ăn ốc, và những con này ăn có độc, có thể các bạn sẽ bị ngộ độc. Ok, bây giờ mình sẽ các bạn ạ, hình như là mình thấy khoa học chứng minh ốc sên có thể làm đẹp cho da. Các bạn ơi, có thể là các bạn tham khảo một số sản phẩm. Nhưng mà tốt nhất thì mình khuyên các bạn là không nên gọi là sờ đụng chạm đến con ốc sên này. Nó có thể các bạn sẽ bị dính độc và ngộ độc và phải đi viện. Nên là các bạn không nên nghịch nó các bạn nhá. Còn bây giờ anh em mình sẽ không nói nhiều nữa. Anh em mình sẽ đi chuẩn bị đồ để anh em mình xào me 4 kg ốc hương này các bạn nhá. Mình ở đầu clip mình chỉ trêu các bạn một chút thôi, các bạn thông cảm cho mình nhá. Đây là bây giờ anh em chính thức đính chính, đây là ốc hương anh em mình đã mua 4 kg để anh em mình đi lấu các bạn nhá. Trong lúc chờ hai thanh niên Cường với cả Đôn Trà đi lấy chảo thì anh em mình sẽ ngắt ít rau răm làm nguyên liệu để tí ăn cùng ốc hương các bạn ạ. Đây thì mình chuẩn bị rất là nhiều thứ đây. Mình chơi hẳn cả một túi ớt nhìn rất là thương hiệu luôn này. Rồi hai cục me này, rồi còn rất nhiều mắm muối đường mì chính, nhưng mình chưa, hiện tại chưa bỏ ra các bạn ạ. Đợi hai thanh niên kia về ở đây. Thực sự là có chảo rồi, nhưng mà cái chảo này rất là bé, nhà Tiến chỉ có mỗi cái chảo này thôi, nên là anh em mình nếu mà đổ 4 cân ốc hương nó vào thì có lẽ là đầy luôn cái chảo này. Nên là bây giờ Cường với Đôn Trà phải đi tận về rất là xa để lấy được cái chảo người ta hay làm đám cưới thì mới có thể xào được hết 4 kg ốc hương này các bạn ạ. Anh em mình đang chuẩn bị nước cốt me đây các bạn ạ. Nhưng mà anh em mình quyết định là sẽ không bỏ hạt và để cả hạt luôn. Anh em mình chỉ cho một cái gói như này con này. Đó, anh em mình cho một gói như này nước cốt me nhá. Đây là đây ớt rất là nhiều luôn, ớt tươi này, ớt bột. Đấy, anh em mình làm quyết định là làm chua cay luôn con ạ. Bây giờ sẽ đổ vào để Cường trộn lên. Đun chè đang giã tỏi kia ra rồi. Đây là đường hay còn gọi là sugar các bạn ạ. Đổ vào. Muối này. Ớt bột này. Đó, xong khi nào anh em mình xào anh em mình sẽ đổ cái nước sốt này vào để anh em mình xào các bạn nhá. Nước mắm này, đó. Đun chè giã xong chưa? À, nhỏ nhỏ tí nữa. Đó vào chỗ Cường này các bạn này. Anh em mình có một chảo nước sốt me đây rồi. Anh em mình sẽ cho vào đây xào ốc ngay bây giờ. Đây đổ qua đây để cho Cường trộn lên. Lấy tay móc ra. Xem không? Đó. Đảo lên. Thôi vừa thôi em ơi. Hai thanh niên bê đổ 4 kg ốc sên vào đi. À quên các bạn ạ. 4 kg ốc hương vào đi. Đổ vào đi. Sao đây? Khóc à?
Sao không? Thương. Thương nó vẫn sống. Sao thương? Nó vẫn sống này đổ nó vào xào. Tôi cho vào đi. Anh cũng thương nó lắm nhưng mà anh nhà mình mà không ăn nó thì anh nhà mình sẽ không thể sống sót được. Thôi cho vào để anh nhà mình xào đi. Tôi thương cũng phải chịu vậy. Hai con cún này rất là đáng yêu luôn các bạn ạ. Đó. Anh em mình xào một lúc thì cái vỏ này nó bung hết ra rồi, chắc là cho mè được rồi, em cho mè vào đi. Tiến em đang làm gì đây? Trần tâm. Trần tâm để sợ mốc à? Đấy anh em mình tôi là tiến nó trần qua nước nóng cái tâm kia để tí anh em mình lèo các bạn nha. Nào cho mè vào. Đáo nhau lên xem là nhìn đang lên màu mè, nhìn khá là ngon rồi các bạn ạ. Đợi chín này thì mình thưởng thức thôi. Đây là nhà mình làm ốc hương xào mè chua cay các bạn ạ. Bởi vì cũng cho khá là nhiều ớt, rồi mè cho cũng khá là nhiều, chua cay luôn. Chắc chín rồi, bây giờ anh mình sẽ bỏ ra để ăn thôi. Nào, Tiến bỏ mâm vào để em múc ra. Đó, anh sẽ để ra cả mâm đấy luôn các bạn ạ. Ui thơm ấy. Thơm nhá. Nhìn khá là ngon các bạn ạ. Đây các bạn này. Rất ngon luôn. Không biết thưởng thức sẽ thế nào đây. Hai tên trẻ trâu này thèm chưa? Hả? Rồi. Cầm rau răm ra để chuẩn bị anh em mình thưởng thức món ốc sên xào me. À quên các bạn ạ. Ốc hương xào me các bạn ạ. Rồi. Đây là mâm ốc hương xào me sau khi anh em mình đã hoàn thành các bạn ạ. Thì bởi vì anh em mình để cả me nên là rất là ít nước sốt luôn. Đáng ra anh em mình phải bỏ hạt đi, anh em mình lấy cho thật nhiều nước thì mới có nhiều nước sốt. Thôi bây giờ anh em mình sẽ cho rau răm vào, nào Tiến rắc rau răm vào. Nhìn ngon nha. Thôi không biết thế nào đây. Các bạn thông cảm là Tiến thì chưa được học qua cái lớp gọi là trang điểm cho đồ ăn nên là rắc rất là xấu. Bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức cái mâm gọi là ốc sên xào me này các bạn ạ. Hình như có cái gì nó sai sai. Ok quên mình lại quên các bạn ạ. Đây không phải ốc sên, mình xin nhắc lại, đây là ốc hương, mình quên bởi vì mình cứ quen giống con ốc sên, bởi vì anh em mình ở vùng đồng bằng nên là ít khi được tiếp xúc với những loại ốc nhìn kiểu dáng như ốc sên này các bạn ạ. Đó bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức thôi. Thích lắm rồi. Mời tất cả các bạn nha. Mời tất cả okay. Các bạn nha. Mời các bạn nha. Mời ăn cả luôn các bạn. Vị như nào? Mùi vị rất đậm, nghe như chua cay ngọt, gọi đủ thứ, vị dị có. Nhưng cái chốt của nó là cho rất nhiều me và cho rất nhiều ớt cay, cả ớt bột, cả ớt tươi. Tiến ơi, anh hỏi tí, thế cái con ốc này em ăn nó có giống mấy con ốc mà anh mình hay ăn ở chợ không? Không giống à? Anh tưởng lại giống cứ ốc là ăn giống nhau. Không kiểu nứa nứa thế đấy. Bây giờ mình sẽ vào để thưởng thức các bạn ạ. Đây, nước ngọt thì nãy chưa lấy ra, bây giờ anh mình với Cường mỗi anh em dùng một chút bia, còn hai anh em kia thì lại dùng nước ngọt dành cho trẻ em các bạn ạ. Bởi vì chưa người lớn, khi nào người lớn thì có thể là dùng bia thoải mái, nhưng mà bây giờ chưa lớn, vẫn hiện tại vẫn đang là trẻ em. Nên là phải dùng nước ngọt trẻ em. Ok, mình mời tất cả các bạn nhé. Mời tất cả các bạn nhé.
với tất cả các bạn nha. Wow. Để thử cảm giác ăn ốc hương một uống bia uống nước ngọt không biết nó sẽ như thế nào. Wow. Hey hey hey. Wow. Rồi rồi rồi. Wow. Mình mời tất cả các bạn nha. Ngon. Thật sự là lâu lắm rồi mình mới lại được lấy lại được cái cảm giác mùi vị của me các bạn ạ. Me chua. Lâu lắm rồi mình không được ăn. Ủa còn dài quá. Thực ra hôm nay mình định bỏ các cái hạt của me đi để mình làm nước cốt me cơ. Nhưng mà Tiến ngăn cản mình bảo là tôi cho cả cái này đi để ăn cho ngon các bạn ạ. Nên là có lẽ là cái mâm ốc này của như mình chưa được thấm vị me cho lắm. Bởi vì nó chưa có nước cốt lắm. Toàn khi anh mình xào nó hơi bị khô lại. Nhưng mà sau khi ăn thì nói chung là vẫn tạm ổn rồi các bạn ạ. Không biết là các bạn đã ăn ốc sên bao giờ chưa? Không biết là các bạn đã ăn ốc hương bao giờ chưa? Nhưng mà mình thì cũng cách đây khoảng 4 năm rồi mình chưa ăn ốc hương. Bây giờ mà lại ngày trước là mình ăn ốc hương hấp kìa. Nhưng mà đây là ốc hương xào me cũng là lần đầu tiên được ăn các bạn. Ngon. Ăn con này nó khác với vị ốc ăn thường ngày. Khác như nào? Ăn con ốc này ăn nó hơi giòn. Nó giòn với dai hơn. Giòn luôn. Đây là thành quả của em sau khi em bảo là đè cả hạt đấy. Bởi vì Tiến thấy các quán ốc làm như thế nên là nó cũng bảo mình, nên là mình cũng thử nghe nó một lần xem sao. Nhưng mà công nhận sau khi xào xong là hơi khô các bạn ạ. Hay là do anh mình làm sai cách và chưa đúng thì nên là nó bị khô như này. Nếu các bạn nào mà thấy anh mình làm sai thì các bạn có thể để lại bình luận và giúp anh mình để lần sau anh mình xào những cái món gì với me để anh mình có cái kinh nghiệm để anh mình làm các bạn ạ. Ui, con ốc hương này to gần bằng con ốc sên các bạn ạ. Ủa. Mày cứ nói ốc hương là mày cứ liên tưởng từ lẽ giờ toàn liên tưởng đến ốc sên thôi. Nhìn chẳng giống con ốc sên à? Thực sự nhìn con này rất giống các bạn. Rất giống luôn. Giống ốc sên luôn. Từ lẽ giờ ăn con ốc sên này à quên. Con ốc hương này ngon ơi ngon. Tăng nhầm. Nói chung là anh em mình ở đây là toàn nhầm giữa ốc sên và ốc hương thôi các bạn ạ. Mình thì bây giờ đang ăn cứ liên tưởng đến đây là đang ăn con ốc sên cơ. À như anh em mình nãy không biết cho ốc sên đâu ấy nhỉ, không quên không thả vào đấy sao cùng. Cho một con thì chắc ra độc chắc không sao đúng không? Đi viện. Có sao đâu, đi viện rồi. Cay quá. Ăn cái này thì thực sự là hơi bắn một chút các bạn ạ. Tay là cây hơi dính. Tê tê lưỡi à. Trời mùa rét này mà ngồi quây quần này vui. Hay à. Sau một hồi đánh chén thì anh em mình đánh chén cũng vãn đi được một chút. Nhưng mà thực sự còn rất là nhiều. Nhưng mà anh em mình không muốn làm mất thêm thời gian của các bạn. Thì ngay sau đây ba chàng trai sẽ cho các bạn biết cái cảm giác sau khi mà ăn cái món gọi là ốc hương xào me chua cay này của nhà mình. Nào, đồ chè đây. Còn ốc hương xào me ăn ăn vị bên ngoài ăn nó chua chua cay cay. Phần phần bên trong thì ăn nó giòn giòn mấy hơi ngọt ngọt. Khác với những cái vị ốc thường ngày ta hay ăn đấy. Đúng rồi. Rất là cay. Còn gì nữa không? Hết. Đấy, từ sau là cứ vẻ như thế. Ví dụ khi mà nhận xét hết phải báo thông báo như thế để cho tất cả mọi người cùng biết là mình đã nhận xét xong. Đó, nào tiếp tục đến Tiến nào. Đây là lần đầu tiên được ăn ốc sên của tôi. Thực sự là rất hay quên hay nhầm các bạn ạ. Bởi vì nó giống nhau quá mà. Đây là lần đầu tiên được ăn ốc hương của tôi. Ốc hương thực sự rất là ngon. Thơm của ốc thơm này. Trong thì ốc dai dai. Hơi ngọt ngọt lắm. Ở ngoài thì chua của me, cay cay của ớt. Tê hết mồm, tê hết lưỡi à. Trời mùa đông này ăn vào thì phê rồi. Ấm hết người. Ấm hết người rồi. Ok, thế còn hết. Hết. Ok, tiếp một cường nào. Đây là lần đầu tiên ăn ốc hương xào me của tôi các bạn. Thực sự là nó xào me nó, nhưng mà không chỉ me mà lại còn ớt cay và
chua của me và lại ngọt của đường. Mà ăn cái con ốc hương này cũng bảo đặc biệt là thịt bên trong của nó rất là giòn luôn, rất là ngon. Rồi. Phải tê hết đầu lưỡi rồi các bạn ạ. Con hết. Hết. Rồi ok con, con ạ. Thì sau khi mà anh em mình đánh chén ấy thì thật ra là cũng không muốn làm mất thêm thời gian của các bạn nữa. Ở đây thực sự còn rất là nhiều luôn. Nhưng mà anh em mình đã xào như này rồi, nếu mà bây giờ anh em mình bỏ thì rất là phí. Anh em mình sẽ phải ăn hết, nhưng mà anh em mình sẽ dừng clip bởi vì không muốn làm mất thêm thời gian của các bạn nữa. Mình sẽ dừng ngay bây giờ. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em ngay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Giờ thì xin chào, bye bye.